NTR các bạn. Con này giá hiện tại nó của nó là 0.5 đô cho 1 đồng. Con này sẽ đến là một sàn Bitlin, Hotbit, EDMC. Đến những sàn cũng khá cái các bạn. Đầu tiên mà clip phim lên một tả bấm nút ta để chat cho bot nữa. Rồi bạn join vào ai group các bạn. Rồi các bạn follow Telegram, kênh channel group, follow theo word request sẽ bên bot, follow Facebook. Các bạn vào theo dõi mà like mà viết nó các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit địa xanh. Rồi các bạn điền cái các bạn vào setin copy cái địa chỉ username Telegram của mình nha. Không 0329931577 các bạn bấm gửi các bạn. Rồi du theo quơ bờ lô phai liên nha các bạn mở theo quơ của mình lên ra nè. Các bạn vào trang cá nhân của mình nè. Các bạn vào một trang cá nhân của mình nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào ba nút gạch nè, các bạn bấm nút chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra. Các bạn bắt dọn các bạn. Du theo vơ bởi phải lên gỡ bấm gỡ nha bạn. Du bởi được file lên Facebook nữa các bạn. Gỡ bằng mở Facebook ra nè. Bạn ơi, trang ba cá nhân của mình nè. Các bạn ra ba dấu gạch nè. Con mẹ nó. Rồi các bạn copy nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra. Các bạn bắt lại nha các bạn. Chó đẻ thiệt tình quá. Rồi bạn nhắn vào file lên Facebook nữa bạn gửi nha bạn. Rồi bạn bắt địa chỉ RC20 của mình vào nha bạn. Submit vô RC20 các bạn vào dưới chút wallet MetaMask Intercan nha bạn. Bà nấu các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha bạn. Chó đẻ thì tỉnh tức nãy sai lầm của mình trong cuộc đời của mình. Rồi mẹ nó. Trời ơi. Rồi các bạn copy địa chỉ nhà TH nha bạn. Rồi các bạn chở cái bot nè. Rồi bạn gửi nha bạn. Rồi bạn bấm don nha bạn. Rồi bạn bấm vào ba lên xi nha các bạn. Mình đã nhận được 50 tốc cần có cái hiệu là NTR nha các bạn. Bấm vào cái link ghép chia sẻ cho bạn bè nhà người thân đã nhận thêm tốc cần nha các bạn. Con này quýt giao không biết ngày mấy nữa.
ngày 30 nha các bạn. Video mình kết thúc, mọi thắc mắc không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình sẽ làm. Chào tạm biệt tất cả các bạn.